Chào các bạn, ở buổi học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập những cấu trúc của việc chào hỏi và tự giới thiệu. Đây là một trong những hoạt động ngôn ngữ căn bản nhất, rất quan trọng mà giáo viên thường giảng dạy đầu tiên khi một người bắt đầu học tiếng Pháp. Thông qua bài học này, tôi hy vọng các bạn không chỉ học được ngôn ngữ mà còn biết được một số nét văn hóa của người Pháp. Mục tiêu của bài học lần này là giúp các bạn biết chào hỏi, giới thiệu tên, nghề nghiệp, quốc tịch, tình trạng hôn nhân và tuổi của mình bằng tiếng Pháp. Câu chào thông thường nhất trong tiếng Pháp khi hai người gặp nhau đó là bonjour, bonjour. Bạn có thể dùng bonjour ở mọi thời điểm trong ngày. Sau bonjour, bạn có thể thêm vào người mà mình chào. Ví dụ, bonjour Lane, bonjour Nicolas, bonjour Monsieur Martin, bonjour Madame Broca, bonjour Mademoiselle Dulac. Bonjour Lan, bonjour Nicolas, bonjour Monsieur Martin, bonjour Madame Proca, bonjour Mademoiselle Dulac. Ngoài ra, vào thời điểm trong ngày mà không còn mặt trời, bạn có thể thay bonjour bằng bonsoir. Bonsoir, bạn có thể nói bonsoir Lan, bonsoir Nicolas, bonsoir Monsieur Martin. Bonsoir Madame Broca. Bonsoir Mademoiselle Dulac. Bonsoir Lang. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Monsieur Martin. Bonsoir Madame Broca. Bonsoir Mademoiselle Dulac. Để chào bạn bè thân thiết, thay vì dùng bonjour hay bonsoir, bạn có thể dùng salut. Salut. Tôi xin nhấn mạnh, bạn chỉ dùng salut để chào bạn bè, không dùng salut để chào người lớn tuổi, cấp trên hay người không thân thiết với mình. Bạn có thể nói salut Lan, salut Nicolas, salut Lan, salut Nicolas. Nhưng bạn không thể nói salut Monsieur Martin hay salut Madame Broca hay salut Mademoiselle Dulac. Khi gặp nhau, người Pháp cũng hay thăm hỏi sức khỏe. Có rất nhiều cách nói tùy theo mối quan hệ thân thiết hay không giữa hai người. Nếu để hỏi thăm người lớn hay người không thân thiết, bạn có thể dùng Comment allez-vous? Còn nếu để hỏi thăm bạn bè đồng trang lứa, người thân, bạn có thể nói Comment vas-tu? Comment ça va? Hay đơn giản hơn là Ça va? Comment allez-vous? Comment vas-tu? Comment ça va? Ça va? Comment allez-vous? Comment vas-tu? Comment ça va? Ça va? Và để trả lời câu hỏi này, bạn có thể nói Je vais bien, có nghĩa là tôi khỏe, tôi ổn. Je vais très bien, tôi rất khỏe. Comme si, comme ça, cũng bình thường, có lúc này lúc khác. Ça va, ổn, khỏe. Je vais bien. Je vais très bien. Comme si, comme ça. Ça va. Je vais bien. Je vais très bien. Comme si, comme ça. Ça va. Sau khi trả lời xong, bạn có thể hỏi thăm ngược lại người kia. Bạn có thể hỏi, còn bạn thì sao? Nếu là người lớn hay người không thân thiết, thì bạn nói, Et vous? Et vous? Còn nếu là bạn bè đồng trang lứa, người thân, bạn có thể nói, Et toi? Et toi? Trong đó, E có nghĩa là và vous hay toi là đại từ chỉ ngôi thứ hai. Et vous? Et toi? Et vous? Et toi? Còn khi tạm biệt, người Pháp sẽ dùng au revoir. Au revoir. Ví dụ. Au revoir Nicolas. Au revoir Monsieur Martin. Au revoir, Madame Broca. Au revoir, Mademoiselle Dulac. Au revoir, Nicolas. Au revoir, Monsieur Martin. Au revoir, Madame Broca. Au revoir, Mademoiselle Dulac. Đối với bạn bè thân thiết, bạn cũng có thể dùng salut để chào tạm biệt. Ví dụ. Salut, Lan. Salut, Nicolas. Salut Lan,
Salut Nicolas. Người Pháp sau đó có thể bắt tay nhau hoặc ôm hôn nhau nếu thân thiết. Tùy theo địa phương, mức độ thân thiết, số lượng các ôm hôn có thể dao động từ 1 đến 4 cái. Người Pháp khi tạm biệt còn chúc nhau và hẹn sớm gặp lại nhau. Các bạn có thể chúc nhau như sau. Chúc một ngày tốt lành. Bonne journée. Bonne journée. Chúc buổi sáng tốt lành. Bonne matinée. Bonne matinée. Chúc buổi trưa tốt lành. Bon après-midi. Bon après-midi. Chúc buổi chiều tối tốt lành. Bonne soirée. Bonne soirée. Và trước khi đi ngủ, chúc ngủ ngon. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne journée. Bonne matinée. Bon après-midi. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne journée. Bonne matinée. Bon après-midi. Bonne soirée. Bonne nuit. Người Pháp hẹn sớm gặp lại bằng những câu sau đây. Hẹn sớm gặp lại. À bientôt. À bientôt. Hẹn lát nữa gặp lại. À plus tard. À plus tard. Hey. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À bientôt. À plus tard. À tout à l'heure. À bientôt. À plus tard. À tout à l'heure. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau luyện tập hoạt động chào hỏi nha. Bạn hãy theo dõi đoạn hội thoại thứ nhất. Trong đó tình huống là hai người bạn gặp nhau, chào nhau và hẹn sớm gặp lại nhau. Salut Jackie. Bonjour Tim. Comment vas-tu? Ça va? Et toi? Je vais bien. Au revoir Jackie. Bonne journée et à plus tard. Salut Tim. Bonne journée. À tout à l'heure. Salut Jackie. Bonjour Tim. Comment vas-tu? Ça va? Et toi? Je vais bien. Au revoir Jackie. Bonne journée et à plus tard. Salut Tim. Bonne journée. À tout à l'heure. Để giới thiệu tên, nom. Nom, người Pháp dùng động từ être hoặc động từ s'appeler. Bạn có thể nói je suis hoặc je m'appelle cộng tên. Và để hỏi tên, bạn có thể dùng các mẫu câu sau đây. Nếu thân thiết, các bạn có thể hỏi bằng ngôi tu. Còn nếu không thân thiết, bạn có thể hỏi bằng ngôi vous. Quel est ton nom? Tu t'appelles comment? Comment t'appelles-tu? Quel est ton nom? Tu t'appelles comment? Comment t'appelles-tu? Quel est votre nom? Vous vous appelez comment? Comment vous appelez-vous? Quel est votre nom? Vous vous appelez comment? Comment vous appelez-vous? Bạn hãy theo dõi đoạn hội thoại thứ hai sau đây với tình huống là hai người cùng trang lứa với nhau nên cả hai sẽ dùng ngôi tu. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Jackie. Et toi, quel est ton nom? Je suis Tin. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Jackie. Et toi, quel est ton nom? Je suis Tin. Nếu là hai người không thân, không cùng trang lứa, hai người sẽ dùng ngôi vous. Bạn theo dõi nha. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Jackie. Et vous, quel est votre nom? Je suis Tin. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Jackie. Et vous, quel est votre nom? Je suis Tin. Để giới thiệu quốc tịch, nationalité. Nationalité, người Pháp dùng động từ être. Bạn có thể nói je suis cộng nationalité, tức là quốc tịch. Lưu ý ở đây, bạn phải dùng một tính từ và tính từ này phải có dạng phù hợp với giới tính. Hay nói cách khác, nếu bạn là nam, bạn sử dụng tính từ chỉ quốc tịch dạng giống đực. Còn nếu bạn là nữ, bạn sử dụng tính từ chỉ quốc tịch dạng giống cái. Sau đây là một số tính từ chỉ quốc tịch ở dạng giống đực và giống cái để bạn có thể luyện tập. Người Đức, Allemand, Allemande. Người Mỹ, Américain, Américaine. Người Anh, Anglais, Anglaise. Người Campuchia,
Cambodgien, cambodgienne. Le Canada, canadien, canadienne. Le Tungo, chinois, chinoise. Le Tépanien, espagnol, espagnol. Le Fa, français, française. Le I, italien, italienne. Le Maroc, marocain, marocaine. Le Vietnam, vietnamien, vietnamienne. Và để hỏi quốc tịch của một người, bạn có thể hỏi ở ngôi tu, quelle est ta nationalité, hoặc ở ngôi vous, quelle est votre nationalité? Quelle est ta nationalité? Quelle est votre nationalité? Quelle est ta nationalité? Quelle est votre nationalité? Bây giờ các bạn hãy theo dõi một đoạn hội thoại nhỏ về hỏi quốc tịch ở ngôi tu giữa hai người bạn. Bonjour, quelle est ta nationalité? Bonjour, je suis vietnamien. Et toi, quelle est ta nationalité? Je suis vietnamien. Bonjour, quelle est ta nationalité? Bonjour, je suis vietnamien. Et toi, quelle est ta nationalité? Je suis vietnamien. Để giới thiệu nghề nghiệp, profession. Profession. Người Pháp cũng dùng động từ être. Bạn có thể nói je suis comme profession, tức là nghề nghiệp. Tương tự như quốc tịch, bạn cũng phải dùng từ chỉ nghề nghiệp ở dạng giống đực hay giống cái tùy theo bạn là nam hay nữ. Tôi xin liệt kê ở đây một số từ chỉ nghề nghiệp ở dạng giống đực và dạng giống cái để bạn có thể luyện tập. Diễn viên, acteur, actrice. Nông dân, agriculteur, agricultrice. Caché, chanteur, chanteuse. Sinh viên, étudiant, étudiante. Công nhân, ouvrier, ouvrière. Giáo viên, professeur, professeur. Kỹ thuật viên, technicien, technicienne. Người bán hàng, vendeur, vendeuse. Và để hỏi nghề nghiệp của một người, bạn có thể dùng ở ngôi tu, quelle est ta profession, hoặc ở ngôi vous, quelle est votre profession? Quelle est ta profession? Quelle est votre profession? Quelle est ta profession? Quelle est votre profession? Bây giờ bạn hãy theo dõi đoạn hội thoại nhỏ về hỏi nghề nghiệp ở ngôi vous giữa hai người không thân thiết với nhau. Bonjour, quelle est votre profession? Bonjour, je suis étudiant. Et vous, quelle est votre profession? Je suis professeur. Bonjour, quelle est votre profession? Bonjour, je suis étudiant. Et vous, quelle est votre profession? Je suis professeur. Để giới thiệu tình trạng hôn nhân, situation de famille. Situation de famille. Người Pháp cũng dùng động từ être. Bạn có thể nói je suis comme situation de famille, có nghĩa là tình trạng hôn nhân. Tương tự như trên, tính từ chỉ tình trạng hôn nhân cũng phải ở dạng giống đực hoặc giống cái, tùy theo người nói là nam hay nữ. Bạn có các tình trạng hôn nhân như sau. Độc thân, célibataire, célibataire. Đã kết hôn, marié, marié. Ly hôn, divorcé, divorcé. Góa, veuf, veuve. Và để hỏi tình trạng hôn nhân của một người, bạn có thể hỏi ở ngôi tu, quelle est ta situation de famille? Hoặc ở ngôi vous, quelle est votre situation de famille? Quelle est ta situation de famille? Quelle est votre situation de famille? Quelle est ta situation de famille? Quelle est votre situation de famille?
Bây giờ bạn hãy theo dõi đoạn hội thoại nhỏ về hỏi tình trạng hôn nhân giữa hai người bạn. Bonjour, quelle est ta situation de famille? Bonjour, je suis marié. Et toi, quelle est ta situation de famille? Je suis célibataire. Bonjour, quelle est ta situation de famille? Bonjour, je suis marié. Et toi, quelle est ta situation de famille? Je suis célibataire. Để giới thiệu tuổi, âge, âge. Người Pháp dùng động từ avoir chứ không dùng être. Bạn có thể nói j'ai cộng âge có nghĩa là tuổi. Và để hỏi tuổi, bạn có thể dùng các mẫu câu sau đây. Nếu thân thiết, các bạn có thể hỏi bằng ngôi tu. Còn nếu không thân thiết, bạn có thể hỏi bằng ngôi vous. Quel est ton âge? Quel âge as-tu? Quel est ton âge? Quel âge as-tu? Quel est votre âge? Quel âge avez-vous? Quel est votre âge? Quel âge avez-vous? Bạn hãy theo dõi đoạn hội thoại sau đây với tình huống là hai người bạn cùng trang lứa, nên cả hai sẽ dùng ngôi tu. Bonjour, quel âge as-tu? Bonjour, j'ai 25 ans. Et toi, quel est ton âge? J'ai 32 ans. Bonjour, quel âge as-tu? Bonjour, j'ai 25 ans. Et toi, quel est ton âge? J'ai 32 ans. Bây giờ chúng ta hãy áp dụng tất cả các cấu trúc câu vừa học trong hôm nay để chào hỏi và tự giới thiệu nha. Các bạn hãy theo dõi bài hội thoại sau đây. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi, ça va? Ça va bien. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Jackie. Et toi, quel est ton nom? Je suis Tim. Quelle est ta nationalité? Je suis vietnamien. Et toi? Quelle est ta nationalité? Je suis cambodgien. Quelle est ta profession? Je suis étudiant. Et toi, quelle est ta profession? Je suis chanteur. Quel âge as-tu? J'ai 25 ans. Et toi, quel est ton âge? J'ai 32 ans. Quelle est ta situation de famille? Je suis marié. Et toi, quelle est ta situation de famille? Je suis célibataire. Bonne journée, au revoir Jackie et à bientôt. Bonne journée, au revoir Tim et à bientôt. Đến đây bài học về chào hỏi và tự giới thiệu đã kết thúc. Các bạn có thể xem lại nhiều lần video này để ghi nhớ. Các bạn cũng nên ôn bài và thực hành nhiều lần cho quen. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Các bạn hãy cho chúng tôi biết ý kiến của mình trong phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh chúng tôi để nhận thông báo khi có video mới. Chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở những video học tiếng Pháp khác. Au revoir et à bientôt.